Cô xin chào các em. Tiết kể chuyện hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau nghe và kể lại câu chuyện Hoa tặng bà. Câu chuyện Hoa tặng bà kể về một chú voi con ngoan ngoãn, tốt bụng. Voi đem hoa tặng bà bị ốm nằm ở bệnh viện. Với bà, đó là món quà rất tuyệt. Các em hãy lắng nghe để biết vì sao món quà này tuyệt vời nhé. Câu chuyện như sau. Bà của voi con bị bệnh, nằm bệnh viện. Đi học về, voi con xin phép mẹ vào bệnh viện thăm bà. Trên đường đi, thấy bác dê đang vác trên vai một bao gạo, nặng nhọc lê từng bước. Voi con gọi chạy tới, nói: "Để cháu giúp bác." Thế là voi dùng vòi nhẹ nhàng nhấc bổng bao gạo lên, đưa bao gạo về tận nhà cho bác dê. Bác dê cảm ơn voi con. Đi qua một vườn hoa, voi thấy cún con đang ngẩn ngơ đứng bên giếng nước. Thì ra cún đến giếng nước múc nước tưới hoa, nhỏ tay làm rơi gầu xuống giếng. Nó chưa nghĩ ra cách gì để lấy gầu lên thì voi con đã chạy lại bảo: "Để tớ giúp cho." Voi thò cái vòi dài xuống giếng vớt gầu lên, lại còn múc một gầu đầy nước nữa. Cún cảm động chạy đi hái một bó hoa tươi thắm tặng voi. Voi mang bó hoa đến bệnh viện tặng bà và nói: "Bà ơi, cháu chúc bà chóng khỏe." Bà cảm ơn voi con và hỏi: "Bó hoa đẹp quá, cháu hái ở đâu vậy?" Voi kể cho bà nghe nó có bó hoa như thế nào. Nghe xong, bà rất vui, khen voi: "Cháu còn nhỏ đã biết giúp đỡ mọi người, bó hoa này thật tuyệt." Theo chuyện kể cho bé nghe, câu chuyện đến đây là kết thúc. Tiếp theo các em mở sách giáo khoa trang 52, quan sát các bức tranh trong sách, nhớ lại câu chuyện mà cô vừa mới kể. Trả lời các câu hỏi dưới mỗi bức tranh nhé. Bức tranh thứ nhất. Đi học về, voi con xin phép mẹ đi đâu? Đi học về, voi con xin phép mẹ đến bệnh viện để thăm bà bị ốm. Bức tranh thứ hai. Trên đường đi, voi con giúp bác dê làm gì? Trên đường đi, voi con thấy bác dê đang vác một bao gạo nặng. Voi con đã dùng vòi nhấc bổng bao gạo mang về nhà cho bác dê. Bức tranh thứ ba. Voi con giúp cún con làm gì? Cún con múc nước nhỏ làm rơi gầu xuống giếng. Voi con thấy vậy đã dùng vòi lấy gầu lên và múc cho cún con một gầu nước đầy. Bức tranh thứ tư. Cún con cảm ơn voi thế nào? Cún con đã hái một bó hoa thật đẹp để tặng cho voi. Bức tranh thứ năm. Voi bà hỏi gì khi nhận được bó hoa voi con tặng? Khi nhận được bó hoa voi con tặng, voi bà hỏi: "Bó hoa đẹp quá, cháu hái ở đâu vậy?" Bức tranh thứ sáu. Nghe voi con kể, voi bà khen cháu thế nào? Voi bà đã khen voi con biết giúp đỡ mọi người, bó hoa này thật tuyệt. Các em hãy nhớ lại câu chuyện và kể lại cho người thân của mình nghe nhé. Vậy qua câu chuyện này, các em đã học hỏi được gì ở voi con? Voi con tốt bụng, nhân hậu, hiếu thảo. Những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý. Các em nhớ học hỏi voi con nhé. Cô chúc các em học tập thật tốt.